Từ năm 2023 đến nay, huyện Yên Mỹ trích kinh phí gần 50 tỷ đồng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng với gần 650 cột đèn trên các trục đường tỉnh, đường huyện qua địa bàn. Điển hình như đường DT380 và đường DT383 với gần 90 cột đèn chiếu sáng, đường DT381 gần 220 cột đèn chiếu sáng và đường DT383 với trên 180 cột đèn. Bên cạnh nguồn đầu tư trên, các địa phương trên địa bàn trích kinh phí kêu gọi xã hội hóa lắp đặt được nhiều cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trục chính, đường liên xã liên thôn. Các tuyến đường được thắp sáng đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm, góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.